Bên cạnh đó chúng ta cũng còn một vài thông số kết hợp ánh sáng nữa, và đặc biệt là giữa Velocen và thông số bảng F10 tính là hệ số ảnh color mapping. Ở đây Velocen tôi có thể cho 1.2 mặc định render lần đầu. Sau render xong chúng ta được tấm hình như này. Bây giờ chúng ta sẽ kết hợp với bảng F10 để chỉnh làm cho ánh sáng sáng lên. Bấm F10 để người đáp đây. Ở đây chọn color mapping. Các bạn chú ý rằng bảng color mapping này chúng ta có thể chỉnh được ánh sáng khá đẹp và nhanh. Các multiplayer tính là nó tăng sáng những vùng tối, tôi có thể cho lên 1.5, tăng vùng và tiếp tục render. Tuy nhiên rằng nó sẽ tăng một cách hoàn hảo chứ không phải cứng nhắc. Các bạn thấy vùng này đã sáng lên, còn bright multi tức là tăng sáng cho vùng sáng. Ở đây nếu bạn tăng sáng cho vùng tối 2.5 chẳng hạn thì vùng sáng bạn phải giảm đi hoặc tăng vừa thôi, nếu không nó sẽ bị hiện tượng cháy. Tôi có thể tăng 1.2 và render. Nếu như các bạn tăng cái vùng tối này quá cao, hiện tượng ảnh sẽ bị bão hòa và trông không có chiều sâu. Ví dụ tôi tăng 5, ảnh chúng ta rất sáng nhưng có vẻ không có chiều sâu. Vậy hai thông số này nó sẽ đi cùng nhau. Ví dụ tôi tăng 13 thì thằng này tôi tăng khoảng 1.5 thôi và đến được ảnh vẫn còn chiều sâu. Trong quá trình ốp vật liệu thì nó sẽ hiển thị tốt hơn. Vì vậy cái cách thứ ba này là chúng ta sẽ kết hợp giữa Velocen tăng sáng và hai thông số bảng F10 này. Ở trong đây chúng ta có một vài cái loại, ví dụ như Exposable và Rehan là hai loại tiếp theo chúng ta hay dùng. Thì những thông số này các bạn có thể về nhà khám phá thêm. Vậy tại sao chúng ta không kết hợp cả ba cặp thông số Velocen và Vblend, hoặc là Velocen và camera cùng với Velocen và F10 để tổng hòa lại giúp các bạn có ánh sáng đẹp nhất và thật nhất có thể?